Từ ngày thứ 10 là em đã không còn vết máu nữa rồi. Em năm nay 27 tuổi thì trước đây thì em hơi vừa dài và hơi hẹp ba quy đầu, tức là khi mà bình thường thì em vẫn lột da và vệ sinh được. Để mà nói về mảng vệ sinh thì em cũng không quá nhiều khó khăn, chỉ có khó khăn trong vấn đề về quan hệ và vấn đề khi mình về sinh lý của mình thôi ạ. Để mà nói chính thức thì cũng chưa, vì hơi khó trong lúc mà mình quan hệ với Hương ấy ạ, thì cũng vừa đau khó lột nên ra là cũng để mà nói là hoàn hoàn thiện thì chưa hoàn thiện với bước quan hệ thì chưa. Em thì cũng thực ra cũng phát hiện từ nhiều năm rồi, từ lúc mình trưởng thành ấy. Tuy nhiên là vì thứ nhất công việc cũng như là tâm lý còn e ngại ấy, đâm ra là em chưa dứt khoát để tìm một cơ sở cắt. Thì em cũng tìm hiểu gần đây chỉ vài ngày thôi. Em tìm hiểu trên các nhóm hội ở trên Facebook ấy ạ, thì tìm hiểu qua nhiều cơ sở thì thấy cơ sở của bác sĩ Khánh rất là uy tín, nên là em tin tưởng tuyệt đối là em đến đây để nhờ bác sĩ Khánh khắc phục. Sau khi tìm hiểu các phương pháp, kể cả phương pháp cắt máy cũng truyền thống ấy, thì em thấy là cái phục hồi của hai pháp đấy rất là lâu, mà trong khi phương pháp mới của bác sĩ Khánh là phương pháp thẩm mỹ theo phục hồi và tạo trình dưới hãm thì cái thời gian phục hồi nó rất là nhanh, chỉ khoảng từ 10 đến 12 ngày thôi. Nên là sau khi nghe bác sĩ Khánh tư vấn thì em quyết định chọn luôn phương pháp này để phục vụ cho tốt cho mình, cho công việc cũng như là sinh hoạt hàng ngày sớm nhất. Ngày đầu khi mà em phẫu thuật xong thì về bác sĩ có dặn dò rất kỹ về thời gian cũng như là thuốc hỗ trợ. Thì sau khi hết thuốc tê thì em cũng không thấy rõ cái đau của cái vết cắt phẫu thuật của ngày hôm đó. Và những ngày sau thì trong quá trình thay băng em cũng không có cảm giác đau như là nỗi sợ của ban đầu của em. Nên là em rất hài lòng với cái phương pháp này. Hôm nay là buổi em đến để cắt chỉ ạ, cắt chỉ bên mình. Có lẽ là em nghĩ là bây giờ em phục hồi phải đến 95-99%, tức là em không hề còn vấn đề gì nữa. Và tất cả mọi vết mổ rồi vấn đề của em thì đều phục hồi tốt mà không có dấu hiệu vấn đề gì khác. Về dịch vụ thì em bên mình thì em không không có lời chê nào, vì các anh chị phục vụ, các anh tư vấn và đưa những lời khuyên rất là tận tình, chính xác và rất có chuyên môn. Các anh chị cũng rất là tận tình và hỗ trợ em trong quá trình em thay băng cũng như là thuốc và tư vấn, nên là nhìn chung trong 10 ngày qua thì em rất hài lòng. Em nghĩ là chắc là khi mà em hoàn thiện cái vấn đề này thì chắc chắn là người sẽ thích hơn rồi. Đó, điều đương nhiên. Với bản thân em trải nghiệm trước thì em có cái lời khuyên đến các bạn là nếu như các bạn có điều kiện mà muốn phục hồi nhanh nhất để phù hợp cho thuận lợi trong công việc của mình thì các bạn nên chọn phương pháp là thẩm mỹ siêu phục hồi và tạo hình dưới hãm của bác sĩ Khánh, thì sẽ hỗ trợ các bạn có thời gian phục hồi nhanh nhất cũng như là cái cho lại hiệu quả tốt nhất cho các bạn. Từ ngày thứ 10 là em đã không còn vết máu nữa rồi, nó khô rồi, nhưng mà thôi để an tâm thì cứ để 12 ngày. Và qua đây thì đúng là em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Khánh và các anh chị trong ekip đã hỗ trợ em suốt 12 ngày qua để giúp em có tinh thần ổn định, này sức khỏe tốt và công việc của em không bị ảnh hưởng gì. Đấy, cái quan trọng nhất là 12 ngày qua công việc của em không hề bị ảnh hưởng gì cả. Vẫn làm như Đấy, bình thường đúng đúng rồi không? ạ, cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất khi em chọn phương pháp này. Ok, anh cảm ơn. Có một chút quà gửi lời cảm ơn tới bác sĩ và ekip ạ, trong 12 ngày qua đã hỗ trợ em trong quá trình phục hồi và để công việc của em không bị ảnh hưởng gì cả. Nên em rất biết ơn và cảm ơn anh chị. Ok, Em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn Anh bạn. có vàng Cái đấy chị gửi cho em, cho bạn Ok, Xuân nhé. Xuân đúng không? Ok, Vâng. chị sẽ gửi cho Ok. bạn Xuân nhé. Bức ảnh kỷ niệm ở dưới tầng 1. Ok.